Bước vào mùa hè, cũng là mùa cao điểm công viên nước Hồ Tây Hà Nội đón khách đến tham quan và tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Chúng ta hãy cùng đến với ngày hội mở cửa tại công viên nước Hồ Tây khi bước vào hè năm nay. Để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các bạn trẻ và du khách, tại ngày hội mở cửa, công viên nước đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc và hấp dẫn như màn biểu diễn múa lân cùng chống hội và chương trình nghệ thuật đường phố độc đáo gồm trình diễn thời trang biển, múa cánh, xiếc đường phố cùng nhiều trò chơi thú vị dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Hôm nay thì em đến đây chơi rất vui, thì em đến đây cũng là nhiều lần rồi. Em thấy là mình kiểu sở thích mình thích chơi đi chơi trò chơi nước ấy, mà đây có nhiều trò chơi kiểu mạo hiểm ấy. Thì em đến chọn nơi đây là nơi vui chơi của mình. Hôm nay em đi cùng bố đến công viên nước để chơi và em đã được chơi rất nhiều trò, nhưng trò em thích nhất là bơi, và em mong muốn về sau được bố dắt đến đây chơi thêm nhiều lần nữa. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, công viên nước Hồ Tây đã và đang là điểm đến hấp dẫn không chỉ của riêng giới trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn là điểm đến của du khách mỗi dịp cuối tuần. Hôm nay cũng ngày đầu hè, nó khai trương thì nhà cũng gần. Thì ngày cuối tuần thì cho cháu nó đi cho nó trải nghiệm ngày đầu tiên cho nó thoải mái. Đối với chúng tôi vào những dịp lễ hàng năm thì đều được sự quan tâm rất là yêu quý của khách hàng. Năm nay thì chương trình 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, công viên Hồ Tây cũng sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình văn nghệ bổ trợ, tiếp tục làm mới, làm đẹp các tiểu cảnh để khách hàng có thể đến để selfie, và đặc biệt là chúng tôi sẽ luôn luôn là quan tâm đặc biệt đến hệ thống chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng trực tiếp, để đảm bảo là toàn bộ các khách hàng khi đến với công viên Hồ Tây thì thực sự là sảng khoái, vui vẻ và hạnh phúc. Nằm ở phía Tây Bắc của thành phố Hà Nội, với quy mô rộng lớn và thiết bị trò chơi hiện đại, công viên nước Hồ Tây luôn là một trong những điểm vui chơi giải trí đông vui trong những ngày hè.